lazy pig. There is a pig. His name is Mom. He is hungry. He wants to eat banana, but he is lazy, so he goes to sleep. Very good. Rồi bây giờ chú sẽ hỏi bạn Tiger tiếng Việt và Tiger sẽ nói tiếng Hàn. Quan tử. Rồi chú sẽ thay đổi cả cái câu trong bài thành những cái câu khác ha, và Tiger phải dịch chú mà thay. Có thể chú sẽ nói lại cái câu trong bài của con hoặc là câu khác về ví dụ này. Có một con heo. There is a pig. Rồi có một con chó. There is a dog. Rất giỏi. Có một con mèo. There is a cat. Có một con gà. There is a chicken. Rất tốt. Tên của anh ấy là Mon. His name is Mom. Rồi. Tên của anh ấy là Tiger. His name is Tiger. Very good. Tên của anh ấy là Bảo Trân. His name is Bảo Trân. Very good. Okay, rồi tiếp tục. Anh ấy đói bụng. He is hungry. He is hungry. Đó, okay. Anh ấy khát nước. Khát nước là gì? Mình thấy chị đói bụng mới chị khát nước thôi. He is thirsty. Thirsty. Đó là thirsty. Thirsty. Rồi, ok, đó là anh ấy khát nước. He is thirsty. Very good. Rồi, anh ấy muốn ăn chuối. He wants to eat banana. Giỏi, tiếp tục. Anh ấy muốn ăn táo. He wants to eat banana, apple. Rất giỏi. Anh này muốn ăn chanh. Chanh là gì? Này con biết, con biết. He wants to eat chanh. Lemon. Đúng rồi. Ok. Anh này muốn ăn cơm. Người biết. Người biết cơm. Okay. He wants to eat rice. Rice, có cuối. Qua rice. Đúng rồi, rất giỏi. Nhưng anh ấy lười biếng. But he is lazy. Vì vậy anh ấy đi ngủ. So he goes to sleep. Vì vậy anh ấy đi chơi đá banh. So he goes to play football. Very good. Đó, bằng gớp. Bạn thấy không? Bằng gớp làm rất là giỏi. Bằng gớp viết cái câu này là câu mẫu. Rồi viết chủ để thay vô. Ví dụ này. Nó là nhóm này. Anh này muốn ăn chuối. He wants to eat banana. Rồi bây giờ nó. Tiger muốn ăn chuối. Tiger wants to eat banana. Rất giỏi. Đó. Bằng gớp làm như vậy là rất tốt. Từ một cái câu, một cái bài thôi mà bạn Gơ nói rất là nhiều câu, rất là giỏi. Rồi, cảm ơn bạn Gơ. Cười cái cả.